làm bô xăng lửa cho S150 tại tiệm sửa xe Khánh. Đang tháo ra để làm nha anh em. Anh Minh Trần là cái không? Hả? Cái gì? Là sao? Không quay số. À, quay số chi, quay trước mà. Chủ xe yêu cầu là không quay biển số nha anh em. Khánh không quay biển số ha. Cũng không có nói tên, nói tuổi gì hết ha. Anh em nào muốn làm bô xăng lửa cứ qua tiệm xe Khánh ha. Nhận làm hết cho anh em. Tất cả các dòng xe nha anh em. Bao mạnh bốc bền tiết xăng cho anh em ha. Mở con dưới này kìa. Mở vào rồi. Đây, này làm luôn cho khách bộ nội Thái Lan luôn nha anh em. Chạy cho bốc mạnh. Anh em tới địa chỉ tiệm xe Khánh ha. 462-15, 3-2, phường 2, quận 10 nha anh em. Còn ở xa thì liên hệ Khánh 0389910555. Khánh gửi hàng cho anh em. Rồi, chào anh em ha.